Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu xe đồ chơi mới, đó là xe là người sứ điện. Xe nữa ta. Các tính năng của nó. Các tính năng của nó. Rồi, đi diễn đi, xe chạy như nào, năng sao. Rồi. Một cái này nó không có chạy được ba. Rồi giới thiệu đi, đèn xe, rồi cần cẩu, bánh xe, rồi các kiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra nha. Đầu tiên, các bạn phải mở hai cái này ra. Hai cái đó để làm gì? Hai đó để làm gì vậy bạn? Nó cố định. Cố định nâng lên đó. Rồi sao nữa? Rồi chúng ta sẽ nâng cái này lên và đứng cái này lên. Cái đó để làm gì? Sửa điện. Cái này để đứng sửa điện. Rồi xong. Nếu các bạn muốn đóng lại thì cứ thả này xuống, rồi gạt cái này xuống, rồi đóng lại cái này lại là xong. Rồi xong nữa xe chạy như sao? Win úp. Nè đúc. Nhìn một vòng tôi coi đi. Nó quay rồi bà ơi. Có quay được không? Để xong rồi các bạn. Xe chạy rồi giới thiệu các chi tiết chứ, ví dụ như gương này, đèn chiếu hậu nè, bánh xe có bao nhiêu cái bánh nè, nói giới thiệu đi. Xe này có 6 bánh. Cầm lên đến chỉ. Đây nè các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xe này có 6 bánh đó các bạn à. Mà sao nữa? Cần cẩu dài bao nhiêu cm? Ông ý. Giới thiệu chứ, giới thiệu chi tiết mấy bạn nhỏ mới biết chứ. Đây là xe được chơi mới. Cái này nó cũng có thể quay được. Mày không có nhìn con chứ? Giới thiệu cái khoang điều khiển các kiểu rồi. Nếu như các bạn muốn quay thì các bạn phải đi lên, ngồi lên đây. Ngồi đâu để lái cái cần cẩu. Nếu mà các bạn muốn lên xe lái mà đi đó thì phải mở cửa ra, đi vô là đi lấy, rồi đi qua chỗ khách. Ủa, nói vậy cũng nghèo mà. Rồi xong, nếu mà các bạn muốn sửa điện đó là phải giặt cái này ra, nó sẽ nâng cái bánh lên này các bạn. Rồi xong đó chúng ta sẽ nâng cái này lên. Rồi xong chúng ta sẽ nâng cái này lên. Rồi xong. Rồi sửa điện. Cái xong á, các bạn muốn đóng lại thì cứ mở, thả xuống. Rồi xong thả này xuống luôn, rồi bật cái này xuống, rồi đóng hai cái này lại. Nếu như các bạn muốn quay xe thì phải cần bỏ pin vô. Bỏ pin chỗ nào? Đây. 1, 2, 3. Các bạn phải bỏ 3 pin. Biết chưa rồi. Nếu mà các bạn không muốn chơi pin thì cứ chơi bình thường nha. Tại sao nữa? Chơi không có pin cũng được, đúng không? Đúng rồi, chơi không có pin cũng được. Xe này có thể chạy với vận tốc bao nhiêu nhỉ? Chạy chậm thôi. Chậm rồi. Nè, nó chạy. Xe này chạy trên cao tốc được không? Được. Nó còn có thể mở hai cái này ra được đó. Quá đẹp. Ủa bà thấy quá đẹp hả? Đẹp quá. Mua đâu vậy? Quên rồi. Mà xe này bạn mua ở đâu? Bạn có thể giới thiệu cho tất cả các bạn cùng biết được không? Nếu các bạn muốn mua xe này thì mua rồi mà.
Hả? Con cưng chấm cơm à? Con cưng chấm cam. Con cưng chấm cam. À, đây là bạn mua ở con cưng chấm cam à? Đúng rồi. Bạn đi mua một mình hay là bạn đi mua với ai? Mẹ. Bạn đi chung với mẹ hả? Đích tình anh đốt cấp bệnh. Mà bạn có thể cho mình biết là chiếc xe này giá bao nhiêu không? 100.000. 100.000. Xe đẹp đấy bạn ơi. Mà sao bạn thích màu đỏ và màu vàng, bạn không chọn màu khác? Mình thích chạy. Nếu mà các bạn muốn mua xe khác á thì cái khác là xe độ kéo này, xe cần cẩu nè. Nên trong đó trong siêu thị nó có bao nhiêu loại xe bạn có thể cho mình biết không, để mình có thể giới thiệu tất cả các bạn nhỏ tới con cưng chấm cam. Mình đã mua rồi thì bây giờ chỉ còn có 3 cái thôi. Mày mua một chiếc. Bạn có thể giới thiệu chi tiết thêm về cái khoang chỗ mà tài xế không? Thôi để từ từ. Nếu như các bạn muốn mở nè thì phải ấn cái này. Rồi sau nó quay. Rồi xong các bạn muốn tắt thì cứ ấn này là nó dừng. Nếu các bạn muốn sửa điện thì phải làm như vậy nè mới đến được. Rồi sao nó vâng? Bạn giới thiệu thêm về cái khoang tài xế đi. Giới thiệu này nha. Cửa có mở được không bạn ha? Dạ không. Xe này nó không có mở được. Xe này nó mở được mấy cái này thôi. Mà nó cũng quay được luôn. Nếu như các bạn muốn đóng nhanh thì làm như vậy nè. Mở nhanh cũng được luôn. Xong. Nhưng như các bạn đó muốn chạy thì cứ lên chỗ ngồi rồi cầm vô lăng rồi đạp ghê là chạy. Có bỏ số không? Dạ. Có bỏ số không? Xe có mấy số mấy cấp gì vậy? Nè xe này có biển số xe luôn. Để mình quay gần lại đây coi, đâu còn chỉ biển số xe đây. Đây là biển số xe màu đen. Xe đó biển số bao nhiêu vậy bạn? N-O-L không biết mẹ. Bạn cứ đọc thôi. Đâu, ừ. Bạn có thể cho mình xem lại nè. Đâu, ba đọc đi ơi, cho không biết. Đây N-O-L-T 268-288. Không, con nói số được không? Được, thôi bạn đọc đi. Cống gì nào? 2 6 6 gì nữa? Mình để lại đây cho dễ thấy nè, các bạn để có làm sao bạn thấy được. 2 6 8 đúng không? Rồi sau đó nè. Đây bạn để về hướng ánh sáng này nè, dễ thấy. 6 nè đó, bạn đọc đi. Khó thấy quá. Không thấy thôi bỏ qua đi. Rồi bạn giới thiệu thêm cái phần chi tiết khác đi. Còn chi tiết nào giới thiệu nữa không? Có, đây là cái kính để nhìn xe đằng sau. Kính chiếu hậu hả? Đúng rồi, bên đây có hai kính mà bên đây có một kính à. Phía trước có biển số phải không? Không. Chứ không có biển số hả? Nó có mấy cái đèn sáng chiếu sáng, bạn có thể giới thiệu không cho mọi người biết không? Bốn cái đèn. Bạn chỉ cụ thể vô, bạn đưa vô máy quay, bạn chỉ cho mình coi để cho giới thiệu đến tất cả các bạn đó. Đây, 1, 2, 3, 4. Rồi đèn sau, đèn phía sau. 1, 2.
hai anh phía sau à? Dạ. Xe này chạy vận tốc tối đa là bao nhiêu? Được 100 km giờ không? Nó chạy trên đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn chạy trên đường thành thị? Ủa thành thị là gì vậy? Thành phố đấy. Thì nó sẽ chạy chậm. Xe này nó cũng có cái gì đấy? Cái đó là ống khói. Ông khói. Bạn có thể để lại sát máy quay đi mà cho mọi người các bạn nhỏ cùng xem ống khói đi. Đây. Mình sát quá không thấy gì hết. Đó, hay quá. Đó là ống khói đó. Xe của bạn quá là xịn luôn. Nếu mà các bạn muốn đỡ nó đó thì lấy cái này để đỡ nè. Nóng này nè. Rồi. Bạn đã giới thiệu hoàn thành chiếc xe rồi, bây giờ bạn chưa tập thật. Còn một cái bình xịt gì đấy. Bình xịt hả? Thôi bình xịt xịt nước đi. Đây là bình xịt nước nè. Cái bình xăng nó nằm ở đâu rồi bạn ha? Cái xe bình xăng nằm ở đâu rồi? Đây. Để sát sát lại cho bạn nhỏ cùng xem nào. Sát quá bạn ơi, xa xa xí nữa đi. Đây. Chúng ta sẽ đổ đây. Bạn để xuống thấp xuống cho mọi người xuống. Quên. Cái này nè. Để sát qua đây coi. Đó là bình xăng đó các bạn. Đúng rồi. Nếu như các bạn muốn mua xe này thì mua đâu vậy mẹ? Quên rồi. Công cưng.com. Công cưng.com là cái gì ta? Là nơi mua đồ chơi cho trẻ. Mấy tiền mẹ? 100 tiền hả? 100 tiền đó các bạn. Rồi, vậy là bạn đã hoàn thành giới thiệu chiếc xe đến tất cả các bạn nhỏ rồi. Ơ mà chưa, cái này nữa mà. Bạn muốn giới thiệu thêm cái gì nữa hả? Đúng rồi. Nếu như các bạn muốn mua xe này, nó sẽ... Ủa cái này ở giờ? Trục bánh xe. Đây là bồ. Ông bồ. Ông bồ. Cái này để quay cho xe nó quay nè các bạn. Còn đây là cái bánh xe để nó chạy rồi nó quay. Giới thiệu chi tiết. Đây là cái gì đây, cái gì? Rồi, bạn giới thiệu xong chưa? Nói là tạm biệt đến tất cả các bạn nè. Tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Hẹn gặp lại. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, coi xem.